Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe mang thương hiệu Ý Scenic, một chiếc xe địa hình. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, và về ngoại hình của chiếc xe bên ngoài em sẽ lướt qua các bác xem. Xe lướt sơn màu xanh, điểm nhấn trên thân xe, khung xe là những ngôi sao rất là đẹp, cả khung xe toàn sao luôn. Trên xe là Scenic Xtreme X1. Hình thức xe đánh giá trên 80%. Những vết xước nhỏ như này không đáng kể, không ảnh hưởng gì đến xe cả. Đây cổng yên Scenic của xe, yên Scenic. Hình thức yên còn rất là mới. Đây yên có sao luôn, có sao vàng. Yên không bị rách hay là sao ấy, yên rất là mới. Và đây là đôi lốp của xe, đôi lốp khá là mới, gai vẫn rất là mới các bác nhé. Để các bác thử nhìn thấy đây. Đôi vành Scenic. Mayer Novatec. Một hãng Mayer rất là nổi tiếng của thế giới rồi. Có thể lên Google và search. Trước đây em đã nói rất nhiều về Mayer này rồi. Trang bị các bác có thể thấy đây là sóc hơi để có thể tháo này ra, làm sóc hơi rất là cao cấp đây. Vâng, và chỉ trong tầm giá dưới 6 triệu các bác có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Chiếc xe có sóc hơi, được trang bị tay bấm xả Shimano Antut. Bên này là 9 tầng, bên này 3 tầng. Bên này tay bấm bên đĩa. Đây là sóc Scenic. Đây là phải, bây giờ em sẽ quay thông số lốp các bác xem. Đây là bánh 26 × 1,95. Một chiếc xe mang thương hiệu của Ý. Đây là mã QR của hãng, mã vạch luôn, còn nguyên. Vâng, và xe được trang bị tố hình 2, 4, 6, 8, 9 lít và 3 đĩa cho xe 27 tốc độ củ đề Antut. Giờ em sẽ test chuyển động các bác xem. Bây giờ lên lip, xe chuyển động rất là tốt. Xuống lip hầu như là chuyển động của xe không lỗi nhỏ nào. Khi mang về nhà em đã fit hết tất cả các lỗi, các bác chỉ có đi thôi. Giờ xuống đĩa này, lên đĩa. Ok, và đĩa này cũng của Shimano Antut. Xe quay rất là bon đều. Giờ em sẽ đo size xe các bác. Vâng, và size của xe là 44, phù hợp các bác từ 1m6, 1m7, dưới 1m7 đi đâu ok.
Và đây xe được làm bằng, khung xe được làm bằng nhôm 6061. Khung xe một nhôm rất là cho xe nhẹ và bền. Đây các bác có thể nhìn đây. Em giới thiệu rất nhiều những video trước rồi. Chinix Extreme X1. Dây âm sườn. Những xe cao cấp có dây âm sườn các bác nhé. Khóa yên này. Vâng, và xe cũng được trang bị bộ phanh đĩa, à phanh dầu thủy lực, bộ phanh dầu Shimano thủy lực, không phải phanh đĩa thường, phanh dầu luôn. Các bác có thể nhìn đây. Đây là phanh trước. Các bác có thể nhìn thấy. Vâng, và hiện tại chiếc xe 9X X1 Extreme đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp mức giá 5.9 triệu, miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bác nhắn tin Zalo 0975709143 để được xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.